Và kính thưa đồng bào, đây là quốc kỳ nước Việt chúng ta. Quốc kỳ này do Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt chúng ta ban cho. Và sau đây là phần thông báo vô cùng quan trọng cùng toàn thể đồng bào. Hội đồng Cứu Nguy Dân Việt và Nước Việt do chính tôi vâng lệnh Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt chúng ta thành lập. Nay tôi thành khẩn kêu gọi toàn thể đồng bào hãy nhập cuộc để chúng ta cùng nhau đồng hành phân chia công việc để làm việc nhịp nhàng. Ngõ hầu chúng ta cùng nhau đạt đến thành công mỹ mãn. Vì thế, tất cả những tổ chức, hội đoàn, đoàn thể và quý cơ quan, lãnh đạo, quý tôn giáo làm lành, lánh dữ có liên hệ đến dân tộc Việt chúng ta, cũng như quý cá nhân, tất cả chúng ta có bổn phận làm phần vụ việc của mình. Vì đây là dịp may của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ưu ái ban cho và mời gọi dân Việt chúng ta và ban cho dân tộc Việt chúng ta được biết trước. Chúng ta có hai công việc vô cùng quan trọng và đầy ý nghĩa, quý giá vô cùng mà Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã ưu ái chọn lựa và mời gọi dân Việt chúng ta và ban cho chúng ta hai việc làm vô cùng quan trọng và vĩ đại. Đó là việc thứ nhất, cùng nhau nhắc nhở cho tất cả nhân loại màu màu sám hối gấp và đồng thời lãnh nhận những hồng ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng hiện ra ban cho nhân loại. Những hồng ân đặc biệt này tôi sẽ trình bày trong những giây phút sắp tới. Kính thưa đồng bào thượng mến, Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã chiến thắng ma quỷ. Chúng ta chỉ có việc cảm tạ Ngài và vâng lời Ngài và sống theo những điều chỉ dạy của Ngài qua sự dạy dỗ đầy đủ và ý nghĩa nhất của Thiên Chúa Giêsu. Kính thưa đồng bào nhân loại quý mến, những phép lạ vô cùng vĩ đại đã hiện ra do Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng tác tạo đã hiện ra cho nhân loại để dẫn dắt nhân loại sống trong an bình và vinh quang và đương nhiên tồn tại mãi mãi cùng càn khôn. Chúng ta chỉ còn một việc làm duy nhất là vâng lời Ngài một cách trọn vẹn từ thời gian đến thời gian. Vì tất cả những gì chúng ta cần, Ngài đã và đang ban cho chúng ta. Vì thế, kính xin toàn thể đồng bào hãy bình tâm, lắng động tâm hồn, cầu nguyện cùng Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng lúc nhập cuộc để làm những công việc vô cùng vĩ đại và quan trọng mà Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng
đã và đang mời gọi và chọn lựa dân Việt chúng ta và ban cho chúng ta được biết trước. Và công việc thứ hai mà dân tộc Việt chúng ta cần phải làm, mà Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã ban cho chúng ta qua sự cầu bầu của ông bà tổ tiên thánh thần Việt chúng ta, đó là việc cung uy dân Việt và nước Việt chúng ta. Kính thưa anh chị em thương mến, vì thế chúng ta hãy nhắc nhở với nhau xem xét và thưởng thức những phép lạ mà tôi sẽ trình bày cho đồng bào, những tác phẩm, những lời nhắn nhủ và những sấm điển qua những phép lạ của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho, để rồi chúng ta thanh thản, nhẹ nhàng làm việc vĩ đại của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho chúng ta, cũng như Ngài đã ban cho chúng ta những dòng nhạc vô cùng tĩnh tâm, nhẹ nhàng, thanh thản, và hướng dẫn chúng ta, an ủi chúng ta qua những lời dạy dỗ của Thiên Chúa Giêsu, hợp cùng dòng nhạc của Cha Trời ban cho, chúng ta sẽ thanh thản, nhẹ nhàng, tiến hóa và tồn tại cùng càn khôn qua sự hướng dẫn và bảo vệ của Thiên Chúa Giêsu. Vâng, chúng ta vô cùng may mắn. Và sau đây là lời kêu gọi và nhắn nhủ, cũng như nhắc nhở khẩn cấp cho ban lãnh đạo Cộng sản ở tại đất nước Việt chúng ta. Quý vị hãy gấp mau mắn, gấp mau mắn trao trả quyền tự quyết của người dân, trao quyền lãnh đạo đất nước Việt chúng ta do chính ta đây, Minh Vương nước Việt, cùng toàn thể đồng bào đảm đang việc nước. Quý vị không được phép chậm trễ, vì đây là lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt chúng ta bảo ta, ban cho ta, ra lệnh cho các người. Vì thế các người chớ chậm trễ, kẻo các ngươi sẽ bị quỷ Satan bắt làm nô lệ hàng ngàn năm, vô cùng khủng khiếp. Cũng như nếu chậm trễ, các ngươi sẽ bị những anh hùng chiến sĩ đã hy sinh, những anh hùng chiến sĩ hai miền Nam Bắc đã hy sinh, và họ được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho quyền phép để trừng trị các người. Nếu các người cãi lệnh ta ban ra, nhớ điều đó, các người hãy liên lạc với ta publicly và tuyên bố trao trả quyền tự quyết và quyền lãnh đạo dân tộc và đất nước chúng ta. Trao trả quyền tự quyết, quyền tự do, công bình, bác ái của người dân. Và đương nhiên, trao quyền lãnh đạo dân tộc và đất nước
do chính ta cùng toàn thể đồng bào cùng đảm đang việc nước. Nhớ cho rõ, nếu các người chậm trễ, các người sẽ không được sự bình an và các người sẽ sầu muộn và các người sẽ chết sầu khổ và các người sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ sa tăng và quỷ rau xanh vô cùng khủng khiếp. Linh hồn những nùng chiến sĩ này thấy các người và sẽ trừng trị các người, mà chính các người không thấy những anh hùng chiến sĩ này qua cặp mắt trần tục của các người. Cặp mắt tham sân si không thể nào thấy được những anh hùng chiến sĩ. Nhớ điều đó. Ta thương các người, vì thế ta nhắc nhở cho các người vô cùng thành khẩn và khẩn thiết. Vì thế các người bằng mọi cách phải tuân lệnh gấp. Các người không cần phải vu vơ vớ vẩn đi đây đó để tạo vây cánh để mà giữ quyền lực của các người. Ta nhắc nhở cho các người biết thời của các người sắp hết rồi. Vì thế những kẻ nào thực sự ăn năn sám hối thì chính các người và con cháu các người sẽ được tha và sẽ được bảo vệ. Ta bảo đảm điều đó bởi quyền năng của cha trời thượng đế toàn năng cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt chúng ta ban cho ta. Ta nhắc nhở cho các người và cảnh báo cho các người được rõ.